Sunny Doan mến chào cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là con đường Thùy Vân khu vực Bãi Sau. Với video clip này bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 7 2024, sau khi Sunny đi dạo biển thì Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị những con đường thân quen của Vũng Tàu. Đó là con đường Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo và Lê Lợi anh chị ha. Đây là chúng ta sẽ đi về cái hướng tàu 1, tàu 2, tàu 3, cái rừng dương năm xưa. Nói rừng dương bây giờ hết dương rồi anh chị. Rồi, Sunny bắt đầu xuất phát từ ngã ba con đường Thùy Vân, Bãi Sau và Hoàng Hoa Thám anh chị ha, để chia sẻ với anh chị. Còn nếu mà chúng ta đi thẳng đó thì chúng ta sẽ vòng con đường Hạ Long, xưa kia mang tên Võ Tánh, để ra khu vực Bãi Dứa và Bãi Trước, cũng rất là đẹp, con đường ven biển. Nhưng thôi bữa nay thì Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị đường phố Vũng Tàu ngày hôm nay như thế nào, và đặc biệt gửi tới những cô chú anh chị mà xa Vũng Tàu đã lâu đó, chúng ta sẽ nhìn lại góc phố thân quen ngày nào. Rồi, mời cô chú anh chị cùng đi với Sunny nha. Chạy rất là chậm. Rồi, với những cái động cát, những cái rừng dương, gió bay bay. Bây giờ thì nhà cửa khách sạn đầy anh chị. Vũng Tàu hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp. Hôm nay là thứ hai nhưng mùa hè thì cũng còn khách du lịch, cứ thứ bảy chủ nhật là khách du lịch đông lắm. Xưa kia ở đây là động cát nè, đi thẳng lên đồi thì chúng ta có một ngôi trường của các anh chị, đó là trường Đinh Tiên Hoàng. Đối với Vũng Tàu thì những góc phố con đường nào Sunny cũng, tất nhiên là ở khu vực trung tâm anh chị ha, cũng thân quen hết. Mỗi lần về thì thích đi dạo như thế này. Nhân tiện cũng chia sẻ với anh chị. Thì anh chị thấy đường phố Vũng Tàu như thế nào? Không khí thì nó mát mẻ lắm anh chị. Tất nhiên là nắng rồi nhưng mà nó thoáng, nó không có bị khói bụi. Đường phố thì nó sạch sẽ, và con đường Hoàng Hoa Thám này thì bây giờ thì người ta con đường du lịch mà, người ta có những cái quán lẩu, cá đuối, rồi cơm, rồi hệ thống khách sạn đầy hết. Rồi, góc này là con đường Đinh Tiên Hoàng đây. Bây giờ thì con đường Đinh Tiên Hoàng đổi tên thành là Võ Thị Sáu. Cái bên trái thì có một cái hàng dương ở phía giữa, nếu những hình ảnh xưa cũ. Nhưng bây giờ nó thẳng tắp rồi, nó đi ra con đường Phan Chu Trinh, bên sườn núi núi Nhỏ. Đây. Nói đến Vũng Tàu thì chúng ta nhớ đến những vườn nhãn, vườn xoài, đặc biệt là Mãng Cầu Cát. Bây giờ cái Mãng Cầu Cát không còn nữa. Ngày xưa trên Cát Lợ đó, người ta trồng mãng cầu dữ lắm, hoặc là khóm rẫy. Bây giờ nhà nhà coi như là người ta cũng chia lô, người ta bán, chia cho con cái bán cho những người mới. Và ở đây có một cái khách sạn, xưa kia nó nối vào cái ao, cái gọi là bầu sen, và ở đây cũng là một cái bầu sen của bà Mai. Giờ nguyên một cái dãy khách sạn nhìn không ra đâu. Con đường Hoàng Hoa Thám về đình Thắng Tam. Thắng Tam là trên con đường Hoàng Hoa Thám, còn có con đường Thắng Nhất thì ở Rạch Dừa, Thắng Nhì ở Bến Đình. Nếu mà anh chị xưa kia ở đây là có một cái quán thủy anh chị ha, quán thủy ngay chỗ cái bầu sen, và bên đây cũng là một cái bầu sen rất lớn, nó kéo dài ra tới chân núi luôn. nhân giờ là nguyên một cái dãy hệ thống khách sạn quá trời. Đi đến đâu thì Sunny nhớ, đâu thì Sunny chia sẻ với anh chị ha. Đây, đối diện qua là cái quán Thủy Sò Vàng, giờ đóng cửa rồi, sang lại hết rồi. Bên đây là quán cà phê Bọt Garden. Sunny chạy vô đây để anh chị thấy cái ao sen, cái bầu sen. Thì cái bầu sen này tương lai dự án là nó làm cái đường vòng, nó giống như ở Đà Lạt có hồ Xuân Hương. Và cái nguồn nước mà ngày xưa ta lấy cái nguồn nước nó từ Cửa Lấp đi qua cái khu Chí Linh và nó tới đây luôn anh chị. Cái bầu sen đó. Nó có những con đường dọc và cũng đang, người ta cũng đang làm cải tạo lại. Rồi thôi mình đi anh chị ha. Những cái món mà nó trở thành món đặc sản của Vũng Tàu đó là bông lan trứng muối và bánh khọt nha anh chị ha. Bánh khọt, bánh khọt thì nó khác lạ bánh khọt của nơi khác. Bánh khọt nơi khác thì giống như bánh xèo vậy, nó màu vàng, nhưng mà ở đây thì họ hình như là họ có pha xay cơm nguội vô, nó xốp xốp, nó mềm mềm ở ngoài vỏ đó, thì nó giòn, ở trong thì nó xốp mềm, màu trắng chứ không phải là màu vàng. Đây ngôi chùa Linh Sơn Cổ Tự và ngôi trường Cường Để. Đây là cái ngôi trường Cường Để nè anh chị. Đó, một thời gian Sunny cũng ra đây học thêm cô Rạch, giờ trở thành một cái nơi của Linh Sơn Cổ Tự luôn rồi. Ngôi chùa cả trăm năm, rất là cổ của Vũng Tàu, Linh Sơn Cổ Tự. Trường đó có phải là trường Cường Để hay là trường gì ta, tự nhiên quên bẵng. Và đây là một con đường mới có sau này thôi. Ngày xưa là một con đường đất đỏ, cái này đi ra hướng đồi Ngọc Tước, đi băng qua cái nghĩa địa năm xưa. Đường đất đỏ bây giờ nó tên là Xô Viết Nghệ Tỉnh. Và đây là một cái di tích của Vũng Tàu, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam đây. Đây là Thắng Tam, một cái địa điểm di tích. Những ngày lễ hội cúng đình đó, hát bội rồi diễu hành. Và Sunny nhớ hồi nhỏ là bên đây là nơi đóng ghe nè, những chiếc ghe lớn lắm là đóng ghe. Đây, đình Thắng Tam, khu vực đình Thắng Tam là gì? Hoàng Sơn. Hôm nào có lễ hội thì xin đi canh cái gì về quay gửi cô chú anh chị nha. Bữa nay là đi bát phố cùng với cô chú anh chị thôi. Khu vực này hai bên là khách sạn, bây giờ ăn uống. Nếu những hình ảnh ngày xưa là vườn nhãn, vườn xoài. Mái trái là đi vào bánh bèo Tiết Mai. Bên phải là đi ra con đường Nguyễn Văn Phim, đi ra bến xe, ra bến xe và chợ mới. Bến xe và chợ mới ngày xưa là chỉ là một cái ruộng thôi, ruộng lớn lắm. Và chúng ta thẳng con đường Hoàng Hoa Thám để chúng ta đi tới tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Để mà đi ra Bãi Sau đó thì khách du lịch thường thường người ta đi con đường này từ ngày xưa trước năm 1975, nên con đường này có thể nói là con đường xưa cũ nhất ở Vũng Tàu. Nó kéo dài từ chợ mới, chợ cũ ngay chỗ chân chắc chân nhị Ti Thông Tin, nó kéo dài ra khu vực Bãi Sau. Bãi Sau rất đơn giản, nó cứ mộc mạc giống như cái tên gọi của nó thôi. Nó đằng phía đằng sau coi như cái nhìn thứ hai, cái nhìn thứ nhất là đi tới chợ, rồi chúng ta có một bãi biển, người ta nói đây là bãi trước. Còn mình đi thêm một đoạn trên con đường này ra bãi sau, ra cái khu vực có một cái bãi thứ hai, người ta nói là bãi sau. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Núi lớn tại vì nó lớn, núi nhỏ tại vì nó nhỏ hơn núi lớn. Con đường Nguyễn Trường Tộ, con đường Nguyễn Trường Tộ thì có thầy trường dạy bóng bàn nè, rồi ra ngã ba Cây Dúi về với con đường Chương Định để về ngã năm. Ở đây là một thời gian là một cái nơi xưởng sửa xe hơi cơ khí đó, ta gọi là xưởng sửa xe ô tô đó, giờ nó trở thành một cái cơ quan hành chánh rồi. Ở đây thì có rất là nhiều dịch vụ xe điện để chở du khách đi dạo mát. Rồi chúng ta tới với xóm lưới nha anh chị ha, tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và tiếp tục Sunny sẽ đi con đường Trần Hưng Đạo hết Hoàng Hoa Thám rồi. Xa là khách sạn Palace. Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo nè anh chị. Ngài vẫn đứng đó. Trước kia, trước năm 1975 lần chị. Đây là nhà nghỉ công đoàn. Lẩu cá đuối quá trời lẩu cá đuối. Băng qua con đường Trương Công Định. Anh chị ra đây mà thưởng thức lẩu cá đuối thì cứ ghé con đường Trương Công Định, quá trời lẩu cá đuối. Những con đường thân quen của anh Sunny, con đường Trương Công Định nè, nó gần với lại trường học Gia Long mà Sunny đã từng học. Anh chị thấy Vũng Tàu những hàng cây dầu cổ thụ đó anh chị, ngày xưa còn rậm rạp nữa. Nhưng mà cái đợt bão 2006 đó nó gãy đổ cũng nhiều lắm. Chứ cái hàng cây từ ngày xưa lớn tuổi hơn Sunny. Nhưng đi ngang qua tượng Trần Hưng Đạo thì Sunny kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện cũng vui thôi. Băng qua con đường Nguyễn Du thì có một cái đêm không trăng không sao, tối mờ mịt vào những thập niên năm 80. Thì anh chị cũng biết là thời đó đi vượt biên thì bà con đi vượt biên đi ra tới đây thì không biết đi nào ra hướng biển để ra bãi sau để đón những chiếc ghe để ra tàu lớn. Thế là nhìn lên xin ông Trần Hưng Đạo rồi Đức Thánh Trần Đạo, các con hãy đi theo cái hướng chỉ của ta. Thế là đi con đường Hoàng Hoa Thám để đi ra Bãi Sau. Thế là gặp biển rồi, nhìn lên núi nhỏ thì gặp tước tượng Đức Chúa Kitô, nói chúc các con bình an. Đó. Đức Chúa giơ tay ra chúc các con bình an, thế là thoát luôn, qua đến đảo luôn anh chị. Đó là một cái câu chuyện vui của người dân Vũng Tàu thường kể cho nhau nghe. Đây là một cái nơi mà Sunny không thể nào quên. Đó, nhà thờ. Đó, nhà thờ có mái trường rất là thân thương của Sunny, đó là trường Trung học Vũng Tàu, trường Châu Thành, là trường Thánh Du Xe đó. Rồi ở đây chúng ta bên trái là chúng ta đi đến Trần Hoàng, bên phải là nhà đèn. Nói đến Trần Hoàng thì anh chị nhớ ha, một cái tên, một cái địa danh rất là nổi tiếng. Còn bên phải là nhà đèn. Bây giờ người ta cũng xây dựng lại rồi, trở thành những cái ngân hàng. Ngày xưa ở đây là gần chợ nên ở đây là cũng là bến xe ngựa luôn anh chị. Nhà đèn đây nè, căn nhà Pháp giờ không còn nữa, nó thay đổi rồi. Đó, Trần Hoàng. Rồi đi qua một con đường có thể nói là phố đèn đỏ ăn chơi của Vũng Tàu trước kia, đó là con đường Phan Thanh Giảng, nay là Lý Tự Trọng. Thì ở đây là quán bar rất là nhiều, có lò bánh mì Vô Tân Liên, chạy về rạp hát Võ Ngọc Trấn, đây là quán cơm Lăng Ký. Đó, đây là con đường Phan Thanh Giảng, Lý Tự Trọng đây. Đó là cũng là một con đường xưa, và đây là photo Tây Hồ đây anh chị, nó trở thành Phúc Long, một điểm bán cà phê. Và đây là cái khu vực chợ, bên kia là cây xăng. Tùy thông tin. Hủ tiếu Nhật Ký giờ dọn đi rồi anh chị. Cà phê Ngọc Ánh xa xa đằng kia. Tùy thông tin. Khu này thì đi ra khu vực Bãi Trước, là nơi đây là Sunny kỷ niệm là cái sân mà Sunny thả diều vào những cái ngày hè. Bên kia là cây xăng, còn đây là cửa chợ với con đường Trưng Trắc, bên kia là Trưng Nghị, Kim Sơn, Kim Phượng. Đó, cửa chợ đây, cửa Tây, cái lòng chợ nè anh chị, bây giờ nó trở thành công viên rồi. Cây xăng, những cái địa điểm người ta bán giày vẫn còn đó. Và đây là con đường Nguyễn Thái Học, Ba Cu, tiệm Khánh Vân, điện tử Khánh Vân. Nơi đây thì có rất là nhiều cái hình mà các cô, các chị áo dài chụp hình tài liệu của Vũng Tàu xưa và nay đó. Và chúng ta băng qua con đường Nguyễn Thái Học, Ba Cu để chúng ta tới sân banh Lâm Sơn anh chị ha. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều căn nhà Pháp còn lưu lại anh chị. Giờ nó trở thành một cái đơn vị hành chánh. Rồi xe đậu làm sao mình quay đây. Xe thủ khách du lịch đi tour đó. Mình tới con đường Duy Tân, Lê Quý Đôn nha anh chị ha. Bên phải thì chúng ta sẽ về với rạp hát Duy Tân. Và đây thì có công viên, xưa kia là một cái thư viện. Và đi thẳng con đường này vào khu Lâm Sơn. Bây giờ công viên bà con thì ở Vũng Tàu thì có rất là nhiều cái công viên để sáng tập thể dục. Thường người ta cũng đưa đi tắm biển hơn là tập thể dục. Ra biển tắm rồi chạy bộ rồi hướng biển anh chị. Hướng biển chứ người ta cũng ít ra cái khu vực này lắm. Mình đi anh chị ha. Đây có những cái nhà Pháp đây nè. Nó còn hai bên trên con đường Lý Thường Kiệt và con đường này. Đẹp lắm. Không phải nói chứ Vũng Tàu đẹp lắm anh chị. Không phải là mình cứ là quê hương của mình là mình khen, nhưng mà Vũng Tàu lúc nào cũng rợp bóng cây xanh, những cái hàng cây cổ thụ, đường xá thì sạch sẽ, cuộc sống thì cứ nhẹ nhàng trôi thôi. Sân banh ở đây là cái ngày xưa anh chị nhớ là cây xăng không? Cây xăng xeo đó ở đây nè. Đó, sân banh, khu vực là sân banh nè. Cái bốt cảnh sát ngày xưa là gì? Rồi sân banh đây là cái nguyên một cái núi lớn nha anh chị ha. Sân banh Lâm Sơn, những ngày mà cúp cua đi học rồi đi coi cộp đá banh. Lúc đó là anh Liễu, anh Long, anh Quý rồi đó. Nói thì anh hơi quá đáng nhưng mà phải chú. Anh Liêm rồi đó. Sân banh và xa xa thì có tượng Phật ở trên chùa Trơn Không. Và đối với Vũng Tàu thì nó có những con đường để đi lên núi đẹp lắm. Bãi núi lớn cũng có và núi nhỏ cũng có. Đường xe hơi đi được anh chị ha. Mình sẽ quẹo con đường Hàng Me để ra khu vực Bãi Trước nha anh chị. Khu vực Lâm Sơn hoặc là sau sân banh thì Sunny sẽ quay sau nhiều lúc. Ở đây là có một cái bia tưởng niệm. Bia tưởng niệm các người tự trận anh chị. Nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái building Petronas, văn phòng, building cho thuê, Hàng Me, con đường có lá me bay, những cây me anh chị thấy rất là cổ thụ anh chị ha. Đối với ngày xưa là cứ đi Hàng Me thấy là chọi me lụm về chơi nước mắm đường. Anh chị thấy cây me này nó sừng sùi, nó lớn tuổi hơn Sunny nè. Đây là con đường mà thời Sunny đi học ưa ra đây lắm. Cái cây me trời, nó bự, cái thân nó bự lắm. Rồi tới đây là tới ngay chỗ cái Hòa Hành. Cái gốc này là ngày xưa là mắm ruốc Bà Giáo nè, mà anh chị thường đi ra Vũng Tàu đi mua mắm ruốc đó. Bây giờ cái mảnh đất này, cái nhà cũ không còn nữa, nó trở thành một cái mo nhà sách, một cái khu trung tâm thương mại. Khách sạn Hải Yến, Thanh Cảnh ngày xưa giờ nó không còn kinh doanh nữa, mở quán cà phê. Cái nhà mà cà phê Ngọc Ánh anh chị, bách hóa tổng hợp đằng kia. Và mình quẹo con đường Nguyễn Thái Học để ra biển. Đối Vũng Tàu thì nó nhỏ lắm, nên chính vậy anh chị mà xuống chơi thuê xe máy rồi đi dạo nó thoải mái, nó không có xa đâu. Quanh anh chị cứ bám, cứ thấy mình chạy xe gắn máy, mình chạy xa núi là đồng nghĩa là mình càng xa khu vực trung tâm rồi đó. Mình cứ bám hai cái núi, núi lớn, núi nhỏ, mình cứ chạy vòng tự nhiên cũng ra biển. Mà khi ra biển thì mình xác định bãi nào, con đường nào nó dễ dàng. Đây là cái khu vực quán cà phê, nhà sách, và phía trước anh chị đó là con đường Quang Trung của Vũng Tàu. Hôm nay thời tiết đẹp quá, và anh chị thấy xa xa ẩn khuất Hàng Dừa thì có một chiếc tàu container anh chị thấy ha. Một hình ảnh thì rất là khó khi mà chúng ta ở những cái tỉnh thành khác. Anh chị thấy rất là đẹp, chiếc tàu container đang chở hàng từ cảng Sài Gòn hoặc là cảng Thị Vải. Rồi đây khu vực Bãi Trước nè. Đây là con đường hướng về Bạch Dinh, Dinh Ông Thượng. Người dân địa phương không kêu Bạch Dinh đâu, người ta dùng cái từ là Dinh Ông Thượng. Rồi, con đường Duy Tân, Lê Quý Đôn, đi ngang qua khu Lâm Sơn với khách sạn Red. Đối với Vũng Tàu thì khu vực Bãi Trước thì là trung tâm trước kia, chứ Bãi Sau là khu quân sự của Úc Đại Lợi nè, rồi Nhận Động Cát thôi. Khách sạn lâu đời thì nằm chung, tập trung ở khu vực Bãi Trước anh chị. Đó, khách sạn Red nó vẫn kiến trúc như cũ thôi, nó không khác gì. Băng qua con đường Trương Vĩnh Ký. Đối với khu vực này đó anh chị, những cái biệt thự của từ thời Pháp đến giờ, người ta thường gọi là khu Lâm Sơn, giống như sân banh Lâm Sơn nó kéo dài ở khu vực này luôn. Anh chị thấy Vũng Tàu ngày hôm nay như thế nào anh chị ha? Sunny cố tình đi những con đường xưa cũ để cô chú anh chị hình dung, chứ bây giờ người dân gốc như Sunny còn ít lắm, đa số là người mới về chọn Vũng Tàu là quê hương thứ hai sinh sống. Đây là con đường Hàng Me mà nãy Sunny đi qua, xa xa đó là con đường Trần Hưng Đạo, còn chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ về với lại rạp hát Gò Phỏ Ngọc Trấn. Bây giờ những cái rạp hát thì giống như ở Sài Gòn, rạp hát bây giờ nó trở thành một nhà hoang, nhà kho. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui bát phố cùng với anh chị, ngắm nhìn đường phố Vũng Tàu. Và Sunny cũng thân ái mến chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại. Cô chú anh chị luôn khỏe nhé. Sunny stop cái clip này ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại.